Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của xe đạp Tâm Đức. Tiếp tục đến với series những chiếc xe đạp địa hình đang bán rất chạy tại cửa hàng. Vậy thì nhân vật chính của ngày hôm nay là gì? Thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng theo dõi video sau đây nha. Rồi, không để mất thời gian của mọi người, ngay bây giờ Duyên sẽ đi trực tiếp vào hai sản phẩm ngày hôm nay của cửa hàng xe đạp Tâm Đức. Có lẽ mọi người cũng sẽ rất băn khoăn về việc là sẽ lựa chọn một chiếc xe đạp địa hình như thế nào là phù hợp, như thế nào là để đảm bảo được đáp ứng đầy đủ mọi yếu tố, mọi yêu cầu mà giá cả là phải chăng, đúng không ạ? Thì đây sẽ là hai chiếc xe mà mọi người nên tìm hiểu và tham khảo. Thì đầu tiên Duyên xin giới thiệu mẫu xe bên tay trái Duyên đây. Đó chính là chiếc Twitter MTB Leopard. Một chiếc xe đạp mà chúng ta nhìn vào nó ngay từ ban đầu thì nó có một cái dáng dấp cực kỳ khỏe khoắn, với những cái khung sườn, những cái thanh trên khung sườn á, nó rất là to vạm vỡ và cảm giác nó cực kỳ khỏe khoắn luôn. Kết hợp ở đây là một cái màu đỏ phải nói là rất là đẹp và bắt mắt. Ở cái dòng chữ Twitter nó được in trên đây đó, mọi người có thể thấy không ạ? Nhìn nó phải nói là khá là xịn sò. Và có một điều mà Duyên khá là thích ở cái mẫu xe Twitter Leopard này á, là cái khung của nó. Chúng ta có thể thấy là nó thiết kế rất là phù hợp với người sử dụng. Khi mà cái thanh ngang ở đây á, bình thường chúng ta sẽ thấy những chiếc xe nó sẽ sử dụng những cái thanh ngang, đúng không ạ? Nhưng ở đây Twitter Leopard nó được thiết kế cho gần như là tất cả mọi người có thể sử dụng được. Và cho dù chiều cao của chúng ta là bao nhiêu thì xe này hoàn toàn phù hợp. Cái yên thì nó có thể nâng lên hạ xuống, nhưng cái quan trọng là cái thanh này nè, nó phải là đi xéo xuống để chúng ta lúc mà chúng ta đứng lên á thì nó không có bị vướng ở dưới ngay cái chỗ vị trí này. Đó, đó là cái điểm đầu tiên mà Duyên thấy cực kỳ thích. Thứ hai nữa là cái khung này á, mọi người biết không ạ? Nó là khung carbon nha. Trời ơi, một chiếc xe đạp địa hình khung carbon thì nó bền phải chăng luôn, không cần phải bàn cãi đến điều đó. Tiếp tục, ngoài những cái mà khung sườn là điểm nổi bật rồi, thì chiếc xe này nó cũng được thiết kế ghi đông bô tan rồi phuộc nè bằng nhôm, phải nói là cực kỳ hợp lý và nó sẽ mang đến cho chúng ta cái độ ổn định. Ở đây khi mà chúng ta nhắc đến Twitter thì gần như là nó sẽ đi với cái cấu hình của Retrospec. Chúng ta sẽ có là cái phanh dầu của Shimano nè, rồi tay bấm xả là của Retrospec, gạt đẻ cũng Retrospec và gạt lip thì cũng của Retrospec. Và ở chiếc xe này chúng ta sẽ có được cho mình đó chính là 3 đĩa nha mọi người, 3 đĩa và 10 lip. Như vậy là giải tốc độ của mình sẽ là 30. Đó, bánh ở đây là bánh 27.5. Đó, Twitter ở trên này nó cũng có thể cho chúng ta thấy được là có cái thương hiệu của nó nằm ở đây nha. Rồi ở phía trước nó sẽ có cho chúng ta là khóa mở phuộc ở vị trí này. Đó, mọi người có thể thấy không ạ? Rất nhẹ nhàng chỉ với một thao tác thôi. Rồi, vậy thì khi chúng ta di chuyển với tốc độ cao thì mọi người sẽ quan tâm đến tay thắng, đúng không ạ? Cực kỳ nhẹ luôn, mọi người nhìn nha. Một phát một chỉ với một thao tác cực kỳ nhẹ nhàng. Nó cực kỳ chính xác luôn. Mọi thứ đều khá là ổn. Yên của thương hiệu Twitter. Rồi, bánh 27.5 nha. Rồi, tiếp theo đến với người bạn này. Đó chính là chiếc Line Vic 5, một thương hiệu của Line. Và chúng ta biết là Line đang ra rất nhiều sản phẩm và nó hướng đến người tiêu dùng, đó là những người có độ tuổi trẻ và trung niên. Phải nói là chiếc xe này nó cực kỳ thể thao, gọn nhẹ, thiết kế khung sườn ghi đông bô tan, phuộc đều là bằng nhôm hết. Vậy thì nó sẽ đảm bảo được điều gì? Nó có tính đồng bộ và nó nhẹ nhàng êm ái, phải nói là rất là thích luôn. Nếu như mọi người mà băn khoăn giữa một chiếc xe đạp touring và một chiếc xe đạp địa hình thì có lẽ đây sẽ là một trong những phương án mà mọi người nên tham khảo qua. Vì bên ngoài của nó là một chiếc xe đạp địa hình, nhưng nếu như nhìn một cách tổng thể thì nó không khác gì với một chiếc xe đạp touring. Và khi đó thì mọi người có nhu cầu đi làm, đi học, tăng cường sức khỏe bằng cách là luyện tập thể dục thể thao, thì cả hai mẫu xe này nó đều đáp ứng một cách
phải nói là trọn vẹn, và cái giá của nó mới khiến cho mọi người phải bất ngờ. Giá Duyên sẽ bật mí sau, Duyên muốn giới thiệu tiếp cho nó xong cái chiếc xe này nha. À, cũng giống như thằng Twitter Leopard thì cái phanh ở đây là phanh đĩa dầu nha mọi người. Trời ơi, đây là mọi người nhìn nè, Duyên đang đẩy nha, rồi phanh lại một ngón thôi đó, lết bánh luôn đó. Đó mới là một cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng là cái chiếc xe này nó ngon, bổ và rất rẻ đó. Dây thiết kế đi âm sườn khá gọn gàng, ở đây thì âm sườn ở phía trước, còn ở đây thì nó đi bên hông đó, xuống tới đây nó mới lòi cái sợi dây ra nè. Ở chiếc xe này thì chúng ta sẽ có được đó chính là cái bộ truyền động của nhà Shimano nha mọi người. Shimano Atos nè, đó rất là êm luôn đó, mọi người có thể thấy không ạ, nhẹ nhàng, quay rất là nhẹ nhàng. Atos không đùa được đâu, 3 đĩa và 9 líp, như vậy là 27 tốc độ, 19-10 nha mọi người, 27-30 đó. Nếu mà gọi là sợ là chiếc xe đạp địa hình đạp mệt hay này nọ gì á, bỏ qua dùm Duyên yếu tố đó đi. Đây, mọi thứ nó đã được hỗ trợ cho chúng ta để chinh phục những cái địa hình khác nhau, những hành trình khác nhau. Rồi, đây là cái giai đoạn mà hấp dẫn nhất đây. Giá nó là bao nhiêu? Sau khi mà chúng ta đã thấy được là chiếc xe, hai chiếc xe mà Duyên giới thiệu ngày hôm nay nó cực kỳ tối ưu rồi đúng không ạ? Vậy thì cái giá nó hết hồn luôn đó mọi người. Chiếc Livic này chỉ có 7 triệu mà thôi, đang được niêm yết với giá 7 triệu. Quá mềm với một chiếc xe này. Rồi còn đến cái chiếc Twitter MTB Leopard này có 11 triệu 500 ngàn à mọi người. Trời đất ơi, cái gì mà nó mềm quá mềm luôn. Nó là cái vấn đề mà mọi người lăn tăn nhiều nhất, đó là vấn đề về giá, thì đã được bỏ qua rồi. Với cái mức giá này thì mọi người đừng quan tâm về giá nữa. Nó là một cái mức giá mà quá hời cho ai muốn sở hữu một chiếc xe đạp địa hình. Thật sự là như vậy. Nó ngon, nó bổ và thật sự là rất là rẻ luôn. Đó, mọi người có thắc mắc gì thêm nữa không ạ? Nếu như có bất kỳ một cái thắc mắc nào thì mọi người cứ comment phần bên dưới. Đội ngũ marketing sẽ đọc những comment đó và lên những video tiếp theo để hồi đáp. Còn bây giờ thì có lẽ bản thân Duyên cũng rất mong muốn là mọi người sau khi xem video này thì hãy bóc điện thoại ngay và gọi cho các bạn kinh doanh của xe đạp Tâm Đức để có thể tậu ngay một trong hai chiếc xe này về. Đó, nếu mà ai có điều kiện một tí thì sở hữu chiếc Twitter Leopard này. Còn nếu như ở mức giá vừa phải thì hãy tìm đến với chiếc Livic 5 này nha. Còn ngay bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin được hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.